Dạ em mến chào cô chú anh chị và các bạn Hôm nay em có chia sẻ ít video gửi đến cô chú anh chị mình xem Hôm nay là ngày 19 tháng 5 là ngày sinh nhật của Bác Hồ Em không có vô trong em quay được lúc nãy rất là đông người Cho nên em chỉ đứng ở ngoài em quay sơ sơ vậy để gửi đến cả nhà xem ha